ngoài đó. Bài à, của cô Năm á hả? Bài đó là cô Năm hát, và cô Năm ngồi trong đó cô Năm hát cho bà nội. Bóng ai bóng dưới chân cũng một bài mà mẹ bài khác. Bài khác. Thôi thôi ông đừng chạy trói quanh cô, cho tôi đi tìm nhập mỏ. Cái gì? Để cho nó hát. Mà đây là trời, nó kêu níu ra đi gì kìa. Hồi cô Năm hát bài đó rồi. Thôi được rồi, đi vô đi. Ủa chắc bà nghĩ bà hát hay hơn cô Năm hả? Tao cô Bảy. Bóng ai thấp thoáng dưới chân, có phải anh dài bóng quân về. Em có anh Quệ hả? Không phải bóng quân, bít nồm. Để nhớ lại sóc bơm bơ ngày nào của mình mờ trong khói lửa. Người bơm bò sống giữa căn mơ thù. Chưa có số. Ta hát sai dần. Đây nè, cái bài này mới vô nè. Bài gì? Bài của chú Minh Dương. Bài chú Minh Dương, rồi. Con bấm xinh, con bấm xinh. Hey, hey. Con bấm xinh. Học số lại cái này. Số 9. 28. Mới 2 số thôi mà nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi đó. Lại nè, đại. Mày hát, mày hát được không? Trời ơi, cũng lỗi mày, tao làm lẹ hay lắm. Làm tao coi. Vô anh. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Con bấm xin, con bấm xin, con bấm đa tình. 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 Số của mày bắt gì tao ra? Ờ hả? Ờ, mày bắt dạy quá à. Lên nhạc đi. Đầu đinh nó nói với em, cơm 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 túi anh, cơm 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 túi anh, cái mùi trong sạch cái
trời đông sao lạnh quá, lạnh gì mà như cùng đá, chứ lạnh này không phải lạnh ngoài da, lạnh của mấy bà bóng bê tê mà dòng đò. Bao đêm năm qua rồi lộn lại, thấy trong lòng nó lạnh lẽo làm sao. Mắt chưa qua ngủ với ông đánh đờn, cái ngủ nửa chừng, cái ngủ nửa chừng bị con vợ ẩm đập. 25 con số chờ đây, con hai chờ đây, hai chờ đây, hai chờ đây. Sao không chơi người ta như hồi hôm, không chơi người ta như lúc đầu mà bỏ chạy luôn, đi cha. Còn khúc nữa đâu, thiếu khúc, thiếu một đoạn. Khúc yếu xìu nữa, không yếu xìu nữa. Tâm tôi mà lỗi đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của mày. Không phải là nơi yêu ai đến nay chưa phải chưa nhà, thì có lẽ nào em giỏi pháp là mối duyên đâu sầu đâu chỉ. Xin anh đừng buồn em chi giờ em chi chắc em chi chắc phải bạn em là người thảm sang phú khó tay đó qua hồng chế đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói xin nếu cho em chứ chẳng để em buồn. Dừng chở này đụng răng à. Trời ơi, ca giọng cổ còn là con gái, ca giọng cổ xong rồi là đàn ông vậy. Mà đặc biệt hơn nữa là cái mỏ máu không. Tắt trời liền. Ơi, mẹ thì răng thiệt rồi. Chết rồi, mẹ rồi đi về Nha Chu liền. Mẹ rồi. Mẹ phải không? Mẹ rồi. Sao em? Giờ làm sao? Xin nhờ nói vậy, nói vậy. Mở cái cây, mở cái cây. Nói được không? Ủa á. Nói cái gì vậy? Hát lại, hát cho đúng tuồng. Em ơi tháng bảy mưa ngâu ngót cầu ổ thương trên dài ngân hà, chiếc nữ hội ngộ ngủ lắm sau bao năm dài xa chết. Hãy em là người tạm sang phố có tay đó qua hồng chế đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đây đã nói xin yêu cho em chứ chẳng để em buồn. Em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không. Sầu mang nhau bà chi rồi nói lời biệt ly, ta không đến với nhau vẫn chắc dần đành xa là không lối. Cái ổn lên hát lên hát còn biết anh là trai quý trời trong đoàn em để ý cho toàn là cái đẹp không à. Tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa, cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về em trọn tâm chân tình anh ơi. Con mình nãy con đâu đừng nghe biết tương lai rồi nó gãy luôn cái phần còn lại rồi. Ê, có sao không? Chết cha rồi cái sụng càm. Chết cha rồi. Sổ đi mấy cha, 27 mấy cha ơi. Trời ơi. Ngưng đi. Tụi mày chơi dựng tóc mà tao tét áo dài. Rồi. Chị ơi, quay cảnh cẩn này ở cận cảnh này ra. Người ta dựng tóc thì quăng mẹ bộ tóc ở đó đi. Đúng rồi. Cất bộ tóc vô áo ngực chi và tét cái áo dài. Đó vậy. Ai mượn mày có? Ủa hồi đó giờ người ta không thấy mày đàn ông hả? Sao mày mập tới mày không che giấu cái mặt của mày?
khoái chạy. Tao mập nhưng mà tao mập điều người, không có mập đúng cái nọng như mày, hiểu không? Còn đỡ hơn. Đỡ hơn sao? Đỡ hơn thấy người ta bị giật tóc. Ừ. Thấy người ta bị giật tóc mà sao? Bỏ chạy. Giật luôn, ừ, giật cái luôn, ừ. Trời ơi, đó, chúng ta giật. Trời ơi. Tóc thiệt của chị nó đừng chụp còn nghiệp chị. Cái tóc thiệt gì đâu, chị đâu. Ủa. Giờ số tiếp cái gì ơi. Chị Nhung mình nhớ chú Bảy em mới chứ quê quá. Cô kì đây. Cô kì ra số. Cô kì ra số. Đồng chúng ta sẽ có cơ may nhận qua đó là nửa chỉ vàng. Và vòng loại này chúng ta sẽ được gặp gỡ cho được cùng với giọng hát đặc biệt của nghệ sĩ cải lương Đinh Tùng Sơn. Xin được chào mừng tất cả quý vị nha.